Quý vị thân mến, chuyện đam mê sắc dục của các đời vua Trung Quốc có kể cả năm cũng không hết, nhưng bệnh hoạn và dâm loạn đến mức làm sụp đổ cả một triều đại thì có lẽ không vị hoàng đế nào sánh bằng Nam Hán hậu chủ Lưu Xưởng. Trước đó, vị vua đầu tiên của nhà Nam Hán cũng được cho là một kẻ bệnh hoạn, từng nhận kết cục thua đau Đại Việt trên sông Bạch Đằng. Trong video này, chúng tôi muốn gửi tới quý vị những góc nhìn sâu hơn về Nam Hán cao tổ Lưu Nghiễm, kẻ đã bị Tiền Ngô Vương đánh bại đến mức kinh hồn bạt vía, phải từ bỏ hoàn toàn mộng xâm lược Đại Việt. Hoàng đế bệnh hoạn khiến nhà Nam Hán diệt vong và thất bại thảm hại ở trận Bạch Đằng. Con đường xưng vương của Lưu Nghiễm. Lưu Nghiễm là hoàng đế đầu tiên nước Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc. Nghiễm tên thật là Lưu Nham, sinh năm 889 dưới triều đại của Đường Chiêu Tông. Cha là Lưu Chi Khiêm hay Lưu Khiêm, khi đó đang giữ chức Phong Châu Thứ Sử và kết hôn với người cháu gái tể tướng triều Đường, Vi Trụ gọi là Vi Thị. Tuy nhiên, Lưu Khiêm có một người thiếp bí mật ở bên ngoài là Đoàn Thị. Lưu Nham chính là con trai của Khiêm với Đoàn Thị. Khi Vi Thị phát hiện ra sự việc, bà sát hại Đoàn Thị, song không giết Nham mà đem về nhà nuôi dưỡng cùng với hai con đẻ của mình là Lưu Ẩn và Lưu Đài. Nham từ nhỏ tư chất thông minh, lớn lại giỏi võ nghệ. Năm 17 tuổi đã làm tới hữu đô áp nha trong quân đội của tiết độ sứ Lý Chi Nhu. Năm 901, người kế vị Lý Chi Nhu là Từ Ngạn Nhược qua đời, di biểu cho Đường Chiêu Tông để tiến cử Lưu Ẩn làm Lưu Hậu. Nham tiếp tục phục vụ dưới quyền anh trai. Năm 904, Đường Ai Đế bổ nhiệm Lưu Ẩn làm Thanh Hải tiết độ sứ, Lưu Nham trở thành tiết độ sứ phó. Năm 911, Lưu Ẩn lâm bệnh nặng, bèn dâng biểu cho triều đình Hậu Lương để tiến cử Lưu Nham làm Lưu Hậu. Sau khi Ẩn qua đời, Lưu Nham kế thừa quyền cai quản Thanh Hải quận, danh vị tiết độ sứ. Năm 915, Nham dâng biểu lên triều đình Hậu Lương, cầu được phong tước Nam Việt Vương, thăng làm Đô Thống. Hậu Lương, đế Chu Trấn không chấp thuận. Điều này khiến Nham tức giận, quyết định chấm dứt việc gửi cống phẩm cho triều đình Hậu Lương. Mùa thu năm 917, Nham tự mình xưng vương, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Một năm sau, Nham cải quốc hiệu Đại Việt sang Hán, trở thành hoàng đế khai lập nhà Nam Hán, một trong 10 nước thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng đế mê tín, giết người không ghê tay. Sách Tư Trị Thông Giám đánh giá, Nam Hán cao tổ là người tinh ý, có tài ứng biến, song tự kiêu. Bên cạnh đó, nhiều ghi chép lịch sử cho thấy Nham là kẻ mê tín dị đoan, rất chuộng yêu thuật. Ví như năm 922, Nham tin lời một thuật giả rằng ông cần rời đô để tránh tai họa, nên đã di giá tới Mai Khẩu, gần biên giới. Tại đây, Nham dính phục binh tập kích của quân Mân, suýt bỏ mạng. Cái sự mê tín của Nham còn thể hiện ở việc cứ xuất hiện những tên đồn kiểu thần thánh là vị vua này tranh thủ, đổi luôn tên mình. Năm 925, có người nói trông thấy rồng trắng xuất hiện trong cung điện. Do vậy, Lưu Nham đã cải nguyên Bạch Long, đổi tên thành cung. Tới cuối năm, Nham nghe lời sấm từ một tăng nhân người Hồ, lại đổi tên sang Nghiễm. Nhưng nếu chỉ mê tín thôi thì Nghiễm cũng không đến nỗi. Đằng này, Nghiễm là một vị hoàng đế sống vô cùng xa hoa, mặc dân tình đói khổ. Cung điện của Nghiễm đều dùng vàng, ngọc, ngọc trai, ngọc bích làm đồ trang trí, xa hoa cực lệ. Nghiễm, đáng nói, còn là một kẻ khát máu, coi việc tra tấn người khác làm thú vui giải trí. Tương truyền, Nghiễm dùng hình vô cùng thảm khốc, bao gồm quán tị là cắt mũi, cắt thiệt là cắt lưỡi, chi giải là chặt tay chân, khô dịch, phanh thây phụ nữ mang thai, pháo trích là buộc vào cột sách nung nóng, phanh trưng là nấu, hoặc cho rán độc vào nước rồi ném tù nhân vào đó gọi là thủy ngục. Càng về những năm cuối đời, Nghiễm càng trở nên bệnh hoạn, nghi kỵ quần thần, không nghe theo những lời ngay thẳng, chỉ ưa su nịnh, lạm sát công thần. Nghiễm thậm chí còn ra luật, nếu người nào muốn làm quan trong triều, phải tịnh thân, thời đó gọi là hoạn giả. Nam Hán thời Lưu Nghiễm là một triều đại kỳ dị với sự cực thịnh của hoạn giả. Tài trí không bằng một góc Ngô Quyền. Ngược dòng lịch sử, năm 937, tiết độ sứ Dương Đình Nghệ bị nha tướng Kiểu Công Tiễn làm phản, lập mưu giết chết. Tiễn đoạt lấy quyền cai quản Tĩnh Hải quân. Năm 938, tướng cũ của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền nổi dậy tại Ái Châu và sau đó tiến công Giao Châu, Tiễn cầu viện Nam Hán. Lưu Nghiễm muốn nhân cơ hội này để đoạt lấy Tĩnh Hải quân, liền bổ nhiệm hoàng tử Vạn Vương Lưu Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải tiết độ sứ,
đem binh đến cứu Giao Châu. Lưu Nghiễm tự mình đem một đội quân theo sau đến đóng ở Hải Môn. Đây chính là sai lầm đầu tiên của Nghiễm trong chiến dịch tấn công Giao Châu. Lời nhận định của Ngô Quyền về việc Nghiễm bổ nhiệm con trai thứ 9, khi đó mới chỉ 18 tuổi, làm đại tướng đã cho chúng ta thấy rõ cái tầm của Nghiễm. Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến. Ông bảo với các tướng rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Sau đó Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị lộ. Kế sách của ông là nhử quân giặc vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới xô quân đánh úp, một trận quyết định thành bại. Cần biết rằng, Ngô Quyền thời điểm giết chết Kiều Công Tiễn chiếm lại Giao Châu là một tướng lĩnh dạn dày kinh nghiệm ở tuổi 40. Trải qua những trận đại chiến như đánh bại họ Khúc và phó tá Dương Đình Nghệ đánh bại quân Nam Hán trước đó, Hoàng Tháo trong khi đó là kẻ chẳng có bản lĩnh trận mạc, lại kiêu ngạo, vốn dĩ không phải đối thủ của Ngô Quyền. Xét trên tất cả các phương diện, sai lầm thứ hai của Nghiễm là muốn hành quân nhanh, tốc chiến tốc thắng mà bỏ qua lời can gián của Sùng Văn Hầu Tiêu Ích, một trí giả bậc nhất Nam Hán thời đó. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Nghiễm hỏi kế, Tiêu Ích đã khuyên thế này: nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến. Tiêu Ích muốn Nghiễm điều nghiên kỹ lưỡng, tích trữ đủ lương thảo, từ từ tiến quân, sau đó chia quân nhiều hướng, thủy bộ cùng tiến, dần dần tạo thành những gọng kìm siết chặt Giao Châu. Đây là cách đánh chậm mà chắc và đảm bảo thắng lợi toàn diện. Nhưng Nghiễm vốn ngạo lại có phần xem thường Ngô Quyền nên không nghe theo. Một ngày cuối đông năm 938, đoàn binh thuyền do Hoàng Tháo chỉ huy vượt biển vào tới cửa ngõ Bạch Đằng. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, hùng hổ tiến đánh. Ngô Quyền ra lệnh cho quân trá bại, nhử địch lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, Ngô Quyền hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Cùng lúc đó, các mũi quân của Ngô Quyền tấn công dữ dội, quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ. Nghiễm khi đó đang đóng quân ở biên giới không kịp trở tay đối phó. Nghe tin Hoàng Tháo tử trận, Nghiễm gào khóc thảm thiết, tập hợp tàn quân trở về Nam Hán. Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn mộng xâm lược Tĩnh Hải quân. Sau chiến thắng đặt dấu chấm hết cho hơn 1.000 năm Bắc thuộc, Ngô Quyền lên ngôi vua, tái lập đất nước, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Ngô Quyền được xem là vua của các vua trong lịch sử Việt Nam. Nam Hán là một vương quốc tồn tại từ năm 917 đến năm 971, chủ yếu là trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, nằm dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc. Vương quốc này mở rộng kinh đô ở Hưng Vương Phủ, ngày nay là thành phố Quảng Châu. Nam Hán có quan hệ không chỉ với các vương quốc khác của Trung Quốc mà còn với người Việt phương Nam. Quay lại với thời kỳ mạt của nhà Nam Hán. Nam Hán hậu chủ Lưu Xưởng là vị vua thứ tư và cũng là hoàng đế cuối cùng của nước Nam Hán, thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông ta ở ngôi từ năm 958 đến năm 971 thì mất nước về nhà Tống. Chỉ thích hoạn quan, không trọng trung thần. Lưu Xưởng được đánh giá là một vị vua nhu nhược, chẳng có tài năng và không nuôi trí lớn. Lưu Xưởng được hưởng phú quý từ nhỏ. Ông cho rằng các quần thần chỉ lo cho gia đình mình, vốn không trung thành với vua, chỉ có hoạn quan là đáng tin cậy. Vì vậy, ông chỉ tin dùng hoạn quan, còn đối với các đại thần đặt ra chức vụ chỉ để làm cảnh. Những người có tài năng mưu lược không được trọng dụng. Lưu Xưởng thích hoạn quan tới mức lập ra nhiều nhà tằm, tức là phòng thiến, có tới hàng trăm thợ thiến. Do đó có nhiều người tự thiến để được làm quan, kể cả những phạm nhân chấp nhận việc thiến để được vào cung. Những người đỗ đạt, thậm chí là cả trạng nguyên và các nhà sư nếu muốn được cùng bàn việc lớn với vua đều phải tự nguyện vào thiến rồi mới được dùng. Chính vì vậy số lượng hoạn quan nước Nam Hán tăng lên rất nhanh. Thời Cao Tổ Lưu Nghiễm chỉ có khoảng 300, nhưng tới thời Lưu Xưởng đã tăng tới vài ngàn. Nhà Nam Hán đời Lưu Xưởng có thể coi là vương quốc của Thái Giám. Năm 959, Thượng Thư Hữu Thừa Trung Doãn Trương đề nghị trừ bỏ hoạn quan, vì vậy các hoạn quan tìm cách vu cáo, bắt giam Doãn Trương và giết cả họ. Từ đó việc triều chính đều do các hoạn quan thao túng. Các hoạn quan còn tìm cách mê hoặc Nam Hán hậu chủ bằng thuật đồng cốt.
nhiều sở thích tình dục bệnh hoạn. Lưu Xưởng đặc biệt háo dâm. Dùng chán cung tần mỹ nữ người Trung Quốc, ông vua này đòi đổi gió sang đối tác ngoại quốc. Một lần phi hành, Lưu Xưởng nhìn thấy một phụ nữ người Ba Tư, tức là Iran ngày nay. Thích lắm, bèn bắt vào cung. Người này đầy đặn, khỏe mạnh, dâm đãng, lại giỏi thuật phòng the, nên rất được Xưởng sủng ái, đặt cho mỹ danh là Mi Chư, ý là con lợn đẹp. Mi Chư còn tìm 9 phụ nữ dâm đãng ngoại quốc khác đưa vào cung để cùng vua vui vầy. Nhóm này được gọi là thập mi nữ. Lưu Xưởng chưa hết, còn có một sở thích dâm dục dị thường là thích xem người khác giao cấu, mà quần dâm càng đông, với Lưu Xưởng lại càng khoái. Theo đó, Lưu Xưởng cho tuyển nam thanh niên vào cung không phân biệt gốc gác, miễn là trẻ khỏe. Đến ngay cả những kẻ vô lại ngoài xã hội cũng có suất, bắt cởi bỏ quần áo và cho họ vui vẻ với các cung nữ. Trong khi những người kia loạn dục, Dương Quảng và Mi Chư ôm nhau cùng xem để lấy hứng. Nếu sau cuộc mây mưa, người đàn ông nào thắng, hiểu đơn giản là trụ được lâu nhất, sẽ được trọng thưởng. Còn nếu ai thua thì sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì bị thiến, còn nặng thì sẽ bị thiêu sống hoặc trở thành thức ăn cho đám hổ nuôi của Lưu Xưởng. Để tăng sự hưởng lạc, Lưu Xưởng xây điện vạn chính rất xa hoa và tốn kém. Ngoài ra, ông ta còn bắt dân mò ngọc trai và tìm đá vân mẫu để trang trí cung điện. Lưu Xưởng hay dẫn các cung nữ ra ngoài hành lạc, nên bắt nhiều thợ làm đường, phá cây làm hành cung, để trên đường tiện cho việc vui vẻ. Lãnh thổ Nam Hán chỉ có 6 châu và dân số khoảng 1 triệu người, không chịu nổi sự hưởng lạc xa hoa của Lưu Xưởng. Chỉ trong 3 năm ở ngôi, việc xây cất của Lưu Xưởng đã tốn rất nhiều tiền trong nước, khiến ngân khố cạn kiệt. Lưu Xưởng còn nghe theo lời đám hoạn quan, vu tội giết hết các anh em mình để ngăn chặn nguy cơ bị cướp ngôi. Ông lại đặt ra nhiều hình phạt tàn khốc như thiêu, róc thịt, chặt khúc phạm nhân, khiến cả nước oán hận. Tháng 3 năm 971, Dương Lịch, quân Nam Hán đại bại trước cuộc tấn công của nhà Tống. Tháng 4, Lưu Xưởng đầu hàng Tống Thái Tổ, nhà Nam Hán chính thức diệt vong. Lưu Xưởng bị quản thúc ở Biện Kinh trong 9 năm trước khi qua đời vào năm 980 vì tửu sắc quá độ, thọ 38 tuổi. Khi chết, thân thể của Lưu Xưởng nứt nẻ lở loét vô cùng thảm hại. Âu cũng là sự quả báo, có sự tàn bạo và dâm loạn của hôn quân vô đạo này. Quý vị thân mến, Ngũ Đại kết thúc năm 960 khi nhà Tống được thành lập để thay thế nhà Hậu Chu. Từ thời điểm này, các vua Tống tiếp tục quá trình thống nhất mà các vua nhà Hậu Chu đã tiến hành. Từ thập niên 960 đến 970, nhà Tống tăng cường ảnh hưởng về phía Nam. Năm 971, Tống Thái Tổ sai Phan Mỹ đi đánh và cuối cùng đã buộc vua Nam Hán là Hậu Chủ Lưu Xưởng phải đầu hàng. Nước Nam Hán truyền nối được 4 đời vua, kéo dài 55 năm.